xỉn cũng là từ Hán Việt. Cho nên khi mình nói háo xỉn thì mình biện giải mình sẽ nói cụ thể hơn một chút. Nó cũng giống giống như hen suyễn, nhưng hen là gì, suyễn là gì đó chị? Theo em hen là ho cô ạ. Hen là ho. Còn Hen là ho, xỉn sao người ta không gọi là khái, người ta gọi là hen. ho khó, dạng như ho không có lực, ho mà theo cái khí của mình nó yếu nữa cô. Khí yếu thì là cũng là khái thấu. Hen Dạ suyễn thôi, cũng là một mà. cô đang hỏi hen hen là gì, suyễn là gì kìa anh. Nó là một á. Một một sao phải gọi hai chữ chi vậy? Cùng, nó là cùng nghĩa đó cô. Cùng nghĩa hả? Đó là hen hen suyễn là chị khi chị nói. Bây giờ thầy đang hỏi là háo xỉn là gì? Mấy anh mấy chú mình nó biết Hán Việt nhiều lắm nè. Háo là tiếng tiếng thở, thở rít đúng không cô? Tiếng thở rít. Là tiếng thở rít là cái gì? Cái gì là tiếng thở rít anh? Chuyện là Háo. Háo Háo là ra nó tiếng thở xỉn. rít. Háo ra con kèm theo thở. Chuyện là nhịp Xỉn là gì? Xỉn là nhịp thở đưa mà. chuyện là nhịp nhịp thở thúc quách trong họng. Nhịp thở thúc bách trong họng. Chuyện là thở yếu. Xỉn là gì anh? Mới nói gì? Thở yếu. Thở yếu hả? Thế Chuyện anh là chị thở cũng nghe. ra yếu. Xuyễn là thở ra yếu. Kiểu là xuyễn là tiếng thở của em. Là tiếng thở. Tiếng là đúng rồi đó. Các anh chị có nghe thấy có con mèo nó kêu á. Con mèo nó thở đó. Nghe cái tiếng gì ạ? Tiếng khò khè của em. Dạ con mèo đó. Nghe cái tiếng rè 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 đó. Thì cái con mèo đó mình gọi là gì? Có dùng bao giờ chưa? Giống nó thổi sáo à, tiếng rít chứ, tiếng Cái này nó có hơi rít. sao? Nào tiếng rít đúng không? Gọi là khò khè đó. Thì trong cái Hán Việt á, háo là cái tiếng thở rít, còn xuyễn là cái nhịp thở thúc bách trong họng mà có tiếng cò cử. Thì thường á là thở rít không thôi ấy, thì mình không nói đơn thuần, thì thông thường nó hay đi kèm chung với nhau, mình gọi là háo xuyển. Nó vừa thở rít, thở nhanh và có tiếng cò cử, cho nên háo và xuyển mình gọi chung là vừa nó vừa là thở nhanh và vừa có tiếng tiếng rít khi thở. Thành ra là trong cái từ háo xuyển nó được gọi chung là một cái tình trạng hô hấp khó khăn, mà trong khi mà nó sẽ kèm theo những cái tiếng rít, tiếng ngáy, mà tiếng mà giống như tiếng ngáy này là giống như con mèo nè, con mèo nó kêu, nó thở, nó hít, nó ngủ, anh nghe cái tiếng đó là cái tiếng ngáy ha. Còn cái tiếng rít đó là do cái phế quản nó bị hẹp lại và khi mà hít vào nó không có được thì nó gọi là tiếng rít. Một tiếng ngáy là hầu như là cái tiếng thở ra là à, và đó là tiếng ngáy và tiếng thở ra. Và tiếng rít là thường là tiếng hít vào không được, nên do cái khí đường thở nó hẹp quá, khí nó đi vào không được, cho nên nó sẽ kêu, nó sẽ nghe tiếng kêu đó là cái kiểu của tiếng rít ha. Còn là tiếng ngáy là tiếng thở ra. Thì như vậy trong cái âm mà phế quản mà các anh chị học cái tiếng âm thổi của phổi á, đúng không? Các anh chị học anh gì đó, tiếng ran của phổi á, các anh chị đã học rồi đúng không? Chịu chứng học hiện đại các anh chị học rồi đúng không? Anh chị sẽ nghe thấy là tiếng có những cái ran gì à? Ran rít, ran ngáy và ran gì nữa Nổ ran nổ.
Rồi anh gì nữa anh Cao? Hết chưa? Còn anh ọc nữa ha. Thì cái tiếng ra là tên nổ thì nó lại đi, nó là nghe cái tiếng lùi bụp giống như là cái trong cái phế nang của mình nó mở ra mở vô. Và đánh ẩm thì nghe cái tiếng y như là tiếng nước. Chỉ có hai cái tiếng mà tiếng rít với tiếng ráy này thì thể hiện cái đường phế quản nó hẹp này. Một tiếng là hít vào, một tiếng là thở ra. Thì như vậy khi mà háo xuyển trong quá trình thở, tình trạng hô hấp khó thì nó sẽ kèm theo chuyện là tiếng thở nhanh, kèm theo những cái tiếng tiếng rít, tiếng ngáy, mà tức là âm tiếng âm thở có tiếng cò tử rít. Thì cái này trong thực tế thì các anh chị thường thấy ở trong những cái bệnh lý gì thở mà có tiếng rít như vậy, thì các anh chị thấy trong những bệnh lý gì ạ? Hen đúng không? Nãy các anh chị nói là hen đúng không? Hen xuyển. Dạ, phim phế quản cũng có. Hen là nhiều nhất. Trong bệnh hen là nó điển hình nổi trội, đó là khi mình thở nhanh và kèm theo tiếng tiếng rít. Thì nó là hẹp đường thở, hẹp cái đường dẫn khí đi vào. Cho nên nó gây ra tiếng rít. Thì trong cái hen là kinh điển nha. Ngoài ra hen thì nó cũng còn thở ra không được, bởi vì nó hẹp cái phế quản thì nó không thở ra được, nó cũng gây ra tiếng ngáy. Cho nên là cả hai luôn á, hen xuyển là rõ nhất. Rồi, và trong viêm phế quản mà gây ra chích hẹp cái đường thở, chích hẹp cái phế quản, từ phế quản lớn cho đến tiểu phế quản thì nó đều gây ra hẹp. Và khi hẹp như vậy thì nó sẽ nghe được cái tiếng thở, nghe được cái tiếng kêu khi mà mình thở. Và chủ yếu là những cái bệnh gì nó liên quan tới cái đường thở, cái đường hô hấp dưới nó mới dẫn đến ha. Còn những cái đường hô hấp trên như là họng, hầu thì nó không gây ra được những cái tiếng này, không gây ra được những cái tiếng này. Thành ra mà mình thấy là khái thấu thì nó đi về hướng là cả cảm mạo từ ở phía trên đường thở trên cho đến đường thở dưới. Nhưng mà háo xuyển thì nó nói đặc thù cho cái chức năng của phế rất là nhiều. Nó nói rõ trong chức năng của phế. Cho nên là đối với háo xuyển thì hầu như tổn thương cái chức năng của phế. Cho nên là thường thì mình sẽ gặp trong những cái bệnh cảnh từ cái đường thở dưới trở xuống nha. Như từ khí quản, phế quản cho đến những cái bệnh lý liên quan tới phế quản. Trong đó hen xuyển thì cũng là một cái nhóm gây ra tắc nghẽn cái đường phế quản gây ra, đúng không? Tắc nghẽn cái phế quản gây ra. Nhưng mà hen thì hen xuyển thì nó liên quan tới cái dị ứng nguyên, cái dị ứng cơ địa dị ứng, và nó phản ứng với các cái dị ứng, các cái yếu tố ở bên ngoài, hoặc là nó gây co thắt đường thở dẫn đến xuyển, dẫn đến thở rít, hay dẫn đến co hẹp cái đường thở gây ra thở rít. Còn một số những nguyên nhân khác nó không phải là cái phản ứng chính, mà là do yếu tố từ bên ngoài tác động vào, ví dụ như vi trùng, ví dụ như siêu vi, như chẳng hạn như là con COVID đi. Con COVID là một cái con rất là điển hình, nó là con siêu vi, thông thường nó không có gây ra viêm phổi, giống như là nó là một cái corona thì thông thường các anh chị thấy là nó là một cái dạng cảm cúm, đúng không? Nó là y hệt như cúm. Thì nó gây ra nhiều cái bệnh cảnh, nhưng mà ít khi nào nó gây ra đến viêm phổi. Lâu lâu cúm nó dẫn đến viêm phổi, các anh chị, ít cái dạng cúm lắm, và cúm nặng thôi, thường là cúm A, cúm nặng, những cái dạng cúm mà hồi trước các anh chị thấy cúm H5N1 hay là cái cúm H7N9 gì đó, nó mới là những cái dạng cúm mà gây ra viêm phổi. Nhưng mà sau này thì cái con corona này nó lại là cái con lai, và cái chính của nó lại không có gây trên hầu họng nhiều, mà nó lại gây chính ở cái phổi. Thành ra các anh chị mới thấy là ủa, tại sao cái con này người ta đi kêu là nó giống như cúm, mà tại sao triệu chứng của nó thì lại là viêm phổi nặng như vậy. Thì thực sự cái yếu tố tác động lên cái phế quản của nó rất là nặng nề. Nó gây ra tiết dịch, nó gây ra co thắt, làm chích hẹp cái đường phế quản. Và cho nên người ta mới
mới phải dùng những cái loại thuốc như thuốc ức chế miễn dịch ở trong điều trị COVID đó. Chứ còn trong cúm các chị có dùng các thuốc ức chế miễn dịch không? Không bao giờ, đúng không? Không bao giờ, và từ trước tới giờ người ta cũng rất ít khi nào người ta xài đến cúm mà xài đến những cái món corticoid đó. Không bao giờ xài, hầu như là chống chỉ định. Tại vì là siêu vi mà mình dùng corticoid thì nó ức chế miễn dịch. À, tuy nhiên trong cái một cái con vi trùng, con siêu vi mới này của chúng ta thì lại là nó là gây tiết dịch, gây viêm và gây co thắt rất là dữ dội. Chính vì vậy chúng ta phải dùng thuốc kháng viêm và chế miễn dịch, đó là corticoid. Nó mới tác động vào cái lượt chỗ này để nó gây ra, để làm giảm cái sự co thắt, giảm tiết dịch. Thì từ đó nó mới thông cái đường thở được. Như vậy ở đây nè. Dạ. Đúng rồi, nó mới dễ thở. Cho nên là cái đối với cái điều trị COVID đó, người ta dùng cái loại thuốc đó gần như là đầu tay luôn đó anh chị. Bởi vì khi mà tắc nghẽn đường thở là người ta không thở được. Nó gần như là một cái yếu tố gây ra hen suyễn luôn đó. Anh chị thấy không? Thông thường thì viêm phổi, viêm phế quản hay là những cái món khác mà do các cái loại vi trùng khác á, thì thông thường nó sẽ tiết dịch nhiều hơn, tức là thái thấu nhiều hơn. Mà tiết dịch thì thể nào cũng có đàm, đàm thì thể nào cũng thấu mà cũng khái thôi. Nên triệu chứng chính của nó là khái thấu. À, nhưng mà đối với anh này thì nhiều khi chưa có thấu, nó chỉ ho khan thôi. À, là nó bắt đầu nó vô háo suyễn rồi. Nó rất là nhanh dẫn đến cái háo suyễn này. Mà háo suyễn thì lại là triệu chứng chính của trong cái hen, bệnh hen phế quản, là do dị ứng nguyên, yếu tố kích ứng của cơ thể, yếu tố phản ứng của cơ thể đối với các tác nhân dị ứng. À, thấy chưa, tự nhiên thành ra cái con này nó là siêu vi nhưng mà nó lại gây ra cái nhóm này rất là lạ, thấy không? Cái nhóm háo suyễn là thông thường là nhóm kích ứng của cơ thể đối với những cái phản ứng bên ngoài. Trong viêm phổi, viêm phế quản thì đối với những cái nhóm nào mà nó gây viêm nặng quá trong cái giai đoạn cấp đó, thì nó cũng có khó thở, có khò khè. Và thông thường ta xài vài ngày những cái kháng viêm, nó cũng xài vài ngày kháng viêm kèm theo kháng sinh, nó hết ha. Còn ông COVID này, ông siêu vi nhưng mà ông lại gây rất là nặng nề ở cái đường thở. Thành ra các anh chị hình dung cái cơ chế để mình hình dung được cái tại sao nó lại háo và suyễn ha. Tại sao nó lại háo suyễn? Bình thường nếu mà đối với siêu vi trùng, nó ít khi nào nó gây háo suyễn. Đàm thấp, đàm gì đó, gây ra đàm là chính, gây ra tiết dịch, tức là viêm, gây ra tiết dịch và gây ra ho khạc chính. Khó thở nó là giai đoạn sâu, hoặc là những cái phản ứng nặng của cơ thể thôi. Thì như vậy trong đông y thì người ta nghĩ đến những nguyên nhân như thế nào? Trong đông y nghĩ đến nguyên nhân như thế nào? Vậy ở đây thì háo suyễn nó nói đến cái chức năng chính của cái phế nha. Phế khí không có điều hòa. Hay là cũng như cái chứng khái thấu hồi nãy thì mình thấy là nó khái đi lên, nó đẩy lên, nó thụ nghịch đi lên thì nó là phế khí không có tốt dáng. Thì nguyên nhân gây ra rất là nhiều ha. Có thể do ngoại cảm lục dâm, có thể do thất tình, có thể do ăn uống lao nhọc, cũng có thể do đàm nhiệt nó tích ẩn, cũng có thể dẫn tới những cái bệnh, cũng có thể do các cái bệnh của các cái tạng khác, ví dụ như những cái tạng liên quan tới khí, đó là tỳ, phế và thận. Thì cái rối loạn cái đường dẫn khí thì nó ảnh hưởng đến ba cái tạng này là chính, và nó liên quan chủ yếu đó là phế, chủ yếu là chức năng của phế. Nhưng mà phế chủ khí thì cũng có do tỳ hỗ trợ phần, đúng không? Rồi phế và thận thì chức năng liên quan cái gì anh chị? Thủy đạo thôi, thông đường thủy đạo. Phế thông điều thủy đạo. Thận nạp khí. Thận chủ nạp khí, đúng rồi. À, tỳ khí thì sinh ra phế khí, đúng không? Tỳ thổ sinh ra phế kim. À, cho nên là tỳ này trong cái quá trình mà vận hóa thủy cốc, thủy thấp
trong quá trình vận hóa thủy thủy cốc thì nó sẽ tạo ra phần cốc khí để cho phế ra một phần ha, và tỳ thổ thì sinh ra phế kim, cho nên nếu mà tỳ khí kém thì nó cũng sẽ dẫn tới phế khí kém. Rồi một phần đó thì trong quá trình vận hóa được thủy thấp, nếu mà thủy thấp nó linh động nó tạo thành đàm thì cái đàm này nó cũng sẽ đi lên phế và nó gây ra tắc nghẽn ở phế như cái triệu chứng của thái thấu này các anh chị thấy nha. Rồi phế với thận liên quan cái gì? Thận phế kim sinh ra thận thủy đúng không? Bên cạnh đó thì thận nó lại chủ nạp khí, phế chủ hô, thận chủ hấp. Cho nên nếu như thận này nó suy tổn thì thận không có chủ được nạp khí, cho nên người ta hít vào không được. Và cái lượng khí hít vào không được nó sẽ ảnh hưởng qua cái đường hô hấp là của phế chủ khí. Thì nó ảnh hưởng chính tới ba cái con đường này. Là những cái tạng, tạng thiên về khí. Thì tóm tắt cái nguyên nhân cơ chế bệnh sinh ha. Một cái nhóm đó là cảm nhiễm ngoại tà thì ảnh hưởng trực tiếp tới phế, cũng gây ra khí trướng đầy và gây ra suyễn. Cái nhóm nguyên nhân thứ hai là tình trí, đó là thất tình, nội nhân. Tình trí cũng làm cho uất trướng, cũng ảnh hưởng gây ra suyễn. Nhóm thứ ba là ẩm thực. Ẩm thực thì gây ra dư thừa cái đàm thấp và trở trệ, có thể là tỳ hư không vận hóa được thì cũng gây ra đàm thấp trở trệ. Tuy nhiên nhóm ẩm thực quá nhiều trong khi tỳ bình thường mà dư thừa ra thì nó cũng có thể gây ra đàm thấp, và đàm thấp tắc nghẽn cái sự túc dáng của phế thì cũng làm cho suyễn. Nguyên nhân thứ tư là nội thương. Nội thương thì có thể do tất cả các cái tạng, tất cả các cơ quan của cơ thể bị thương tổn do những cái nguyên nhân nào đó, ví dụ như bệnh lý mà gây ra ha, ví dụ như bệnh lý hoặc là bệnh lâu ngày thì nó sẽ có thể dẫn tới là tạng tỳ khí hư hay là tạng phế khí hư hay là thận hư thì đều có thể dẫn tới suyễn. Nếu mà phế thận khí hư thì không thì cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp tới suyễn rồi. Còn thận hư, thận khí hư thì không nạp được khí và cũng dẫn tới suyễn. Còn tỳ hư thì nó sẽ thông qua thêm con đường nữa, nó là đàm thấp trở trệ cũng gây ra suyễn, hoặc là phối hợp những cái tạng này cùng hư còn về phần khí thì nó cũng sẽ gây ra suyễn. Cho nên những cái bệnh cảnh ở cái chỗ hư tổn này nè thì các anh chị sẽ thấy là một mình phế cũng được, phế thận hư cũng được, tỳ phế hư cũng được, đôi khi là tỳ phế thận khí hư. Một cái nguyên nhân thứ năm nữa đó là tiên thiên bất túc, tức là bẩm sinh bẩm thụ cái chức năng của thận không nạp khí hoặc là phế không có chủ khí thì cũng không có giữ được, nó đưa ra được cái khí này nó đi bình thường, nó cũng gây ra sự tiên thiên. Ở đây mình có thể nói đến cái chính yếu đó là thận, thì thận chủ nạp khí, nhưng mà tiên thiên cũng có thể nói đến là bản chất của cơ thể là các cái tạng nó được suy tổn thì cũng có thể đi vào cái bệnh cảnh là tỳ phế thận khí hư. Nhưng nói đến tỳ thì nó thiên về cái hậu thiên nhiều hơn, ít khi nào nó gây ra từ cái tiên thiên. Thì trong cái bệnh này mình chia thành hai cái nhóm là nhóm thực chứng và nhóm hư chứng. Thì nhóm thực chứng thì tương tự như trong cái chứng thái thấu, thấy có ba cái nhóm này y chang như chứng thái thấu, thấy không? Phong hàn thúc phế, phong nhiệt phạm phế và táo khí thương phế, là táo tà thương phế thì nào cũng được. Thì đã là tổn thương rồi thì thường nó gọi là tà thì nó đúng không, mà táo khí đúng không, táo khí thì nó chưa có tổn thương, táo khí cũng là bình thường, tà nó mới là gây bệnh. Đã gây bệnh rồi là gọi là tà, nhưng mà nó gọi táo tà thương phế.
Rồi, bên cạnh đó cái bệnh thực chứng nó còn hai cái bệnh nữa, đó là cái đàm nhiệt quất phế với lại cái đàm thấp hỗn phế. Thì hai cái này nãy mình học rồi nha, mày đưa lên trên luôn chứ không chị dễ hình dung. Đó, đàm thấp hỗn phế và đàm nhiệt quất phế đó, thì hai cái này, ba cái, năm cái triệu chứng này, nó cái bệnh cảnh này nãy mình cũng học rồi luôn à. Thì có thể nói nó là ngoại tà với lại nội thương thì cũng được, nhưng mà trong cái nội thương mình nó nhiều quá, thành ra thôi mình chia nó ra thành hai nhóm đi, là thực chứng là những cái nhóm này. Thực thì mình sẽ thấy cái tiếng xuyển, tiếng háo nó sẽ khác với cái tiếng, với cái triệu chứng của hư ha. Hư thì mình sẽ có là bốn nhóm, là một cái phế khí hư, ở đây cũng có thể là phế âm hư nữa chị nhé, ở đây cũng có thể là phế âm hư nữa. Phế âm hư cũng được, phế khí hư cũng được, nó giống như là bên vật cảnh ha, thái thấu các anh chị đã được học đó. Thì trong phế âm hư nó cũng có ho, cũng có thở mệt, hoặc là phế khí hư trên nền cùng với phế âm hư, tức là bệnh của phế, bệnh ho lâu ngày kéo dài nó khiến cho cả khí âm đều hư. Bệnh liên quan tới tạng khác đó là phế tỳ khí hư hay là phế thận khí hư. Một cái nhóm bệnh rất là nặng nữa đó là thủy khí lăng tâm. Thì cái này hôm bữa trong cái bài tâm quý chánh xung á, thì tôi đã lược nó ra bớt, bởi vì nó thuộc dạng nặng, nó thuộc dạng nặng. Ở đây thì tôi cũng có nhắc tới luôn để cho các anh chị hình dung là những cái cơn ho mà trong cái giai đoạn cấp tính rất là nặng thì nó gọi là cái thủy khí lăng tâm này. Rồi, cái bệnh cảnh thứ nhất đó là phong hàn thuốc phế. Thì ở đây các anh chị sẽ thấy ngoài cái triệu chứng ho thì nó sẽ kèm thêm cái biểu hiện của thở suyễn. Thì như vậy, bình thường nếu phong hàn thuốc phế, nếu phong hàn thuốc phế là nằm trong cái nhóm ngoại cảm phong hàn thì chưa chắc nó có ho suyễn, đúng không? Chưa chắc nó có ho suyễn. Đa số vẫn những cái nhóm này như y chang hồi nãy các anh chị thấy, nhóm bệnh cảnh như hồi nãy y hệt, thấy không? Cũng là ho khạc nè, đờm trắng loãng nè, miệng không khát, sợ lạnh, có thể có phát nhiệt, đầu thân đau, họng ngứa, nghẹt mũi, thấy không? Y chang, thấy không? Không khác một cái gì hết. Nhưng trong bệnh cảnh này nó vẫn có thể kèm theo triệu chứng háo suyễn, đờm, nhưng mà phản ứng của cơ thể đó là bị bó buộc cái phế lại, nó cản trở cái đường dẫn truyền của phế đi xuống, cho nên nó gây ra thở suyễn, nó gây ra háo suyễn. Thì chỗ này bệnh cảnh y hệt các anh chị học này không, chỉ có thêm cái triệu chứng là thở suyễn thôi. Mà các anh chị hình dung ha, người ta có thể có ho khạc mà không có thở suyễn, nhưng đa số những người có thở suyễn nó sẽ đi kèm ho khạc, thành ra là trong háo suyễn nó cũng sẽ có triệu chứng của ho khạc, đó là thái thấu nãy. Viêm thông thường thôi thì nó chỉ là thái thấu, là ho khạc đạt, nhưng nó tắc nghẽn, nó bị nghẹt, nó bị cản trở đường dẫn khí thì nó sẽ dẫn tới háo suyễn nha. Cái này là cái gì cản trở? Còn cái gì cản trở trong phong hàn thì nó không có nhiều đàm, không, nó là hàn bó buộc, hàn nó bị, hàn nó ngưng trệ, nó bó, nó làm cho co thắt đường dẫn khí. Nên là mình nói hướng tây y, vừa đang vừa đông vừa tây, anh chị cho dễ hình dung thôi. Co thắt đường dẫn khí thì đương nhiên nó sẽ gây khó thở thôi. Hàn thì bó buộc, nó làm cản trở phế. Bệnh cảnh thứ hai là phong nhiệt phạm phế ha. Phong nhiệt phạm phế thì mình thấy đi chỗ này. Nhầm. Trời ơi, đây là người luôn, không thèm sửa luôn. Rồi,
phong nhiệt tạm phế ha. Thì ngoài tiếng ho có đờm ra đó thì người ta sẽ có tiếng xuyển, tiếng nghịch, thở thì thô ráp, có thể cắm mũi phập phồng, đàm thì dính ít. Phong nhiệt thì nếu như có háo xuyển thì người ta thở cảm giác như là thở rất là nhanh, thở thô ráp, thở nhanh, nó xuyển, ồn ào, nhanh, mạnh, thô ráp. Nó nhiệt, nó thúc, nó đẩy ha. Cho nên là tiếng thở nó sẽ thô ráp. Mình có thể nói là rồi, thô ráp ha. Thúc bách này, nó thúc bách. Rồi ngoài ra thì còn có những biểu hiện khác của nhiệt ha, như là khát, muốn uống nước, bách nhiệt sợ gió, ra mồ hôi, lưỡi đỏ, rêu vàng mỏng, phù sát bên y chang như là bên cạnh kia thôi. Thay vì nó có thái thấu thì giờ nó triệu chứng chính của nó là tháo xuyển. Táo tà thương phế cũng vậy ha. Táo tà thương phế cũng vậy. Đây cũng có trong đàm có lẫn sợi máu ha. Nó cũng có những cái biểu hiện như ho. Tuy nhiên táo thì nó cũng dẫn tới xuyển, háo xuyển. Nhưng mà chất đàm là ít, kèm theo họng đỏ khô, kèm theo trong đàm có thể có sợi máu. Thì trang lên táo bên kia. Vì táo quá nó khô quá cho nên nó dễ bị tổn thương cái niêm mạc hô hấp đó anh chị. Rồi kèm theo tâm phiền, môi lưỡi khô, người nóng ha. Ở đây mình thấy là nó giống táo này thì không đủ, nó là táo nhiệt nó đúng đủ, nó đủ ý hơn là táo tàn. Và trong cái bệnh cảnh của các cái sách đó, không tôi đâu tự chế đâu. Rồi cái bệnh cảnh đàm thấp ổn phế này cũng y chang nha, ổn phế y chang hồi nãy thì mình có nặng một miệng nhớt bụng đầy đúng không, lưỡi thì nhạt mà rêu nhớt mạch hoạt, thì đàm thấp nó gây ra ho đờm nhiều, dễ khạc, phải không ạ? Và triệu chứng chính của nó là cảm thấy khó thở, tức ngực, kèm theo đàm nhiều, dễ khạc. Đó là triệu chứng chính của đàm, đàm thấp. Như vậy ở đây bệnh nhân này vẫn có thể kèm theo là vừa khái thấu, vừa háo xuyển. Đã có đàm là chắc chắn nó khái thấu. Xuyển nó đi kèm theo ha. Rồi cái bệnh cảnh thứ năm của thực chứng là đàm nhiệt. Đàm nhiệt ức phế, triệu chứng giống như hồi nãy, nhưng nếu có háo xuyển thì nó sẽ có thở gấp, xuyển thở liên tục không ngừng, và ho đàm vàng đặc dính mà khó khạc giống hồi nãy ha. Đàm nhiệt là y chang, nhưng gây trong cái háo xuyển thì nó sẽ là thở gấp, xuyển thở liên tục. Kèm theo triệu chứng của nhiệt và triệu chứng của đàm. Rồi, những bệnh cảnh hư chứng nè. Những bệnh cảnh hư chứng thì hai bệnh cảnh giống. Đó là bệnh cảnh phế khí hư. Là giống hồi nãy ha. Giống hồi nãy mình có tự hãn, sợ gió, rồi khạc ra đàm trắng ít, mặt hư, lưỡi nhợt. Thấy không? Đó là phế khí hư y chang nãy. Mình có biểu hiện triệu chứng chính là cũng ho xuyển nhưng sẽ kèm theo loãng khí và tiếng ho thấp nhỏ. Giống như phế khí hư của trong khái thấu mà kèm theo ho xuyển không? Kèm theo xuyển không?
Nếu mà phế khí hư á thì nó sẽ kèm theo triều nhiệt đạo hỏa ha, là sốt về chiều, ra mồ hôi đêm, gò má đỏ, họng khô, chất lưỡi đỏ, mặt hư, mặt tế, sát. Còn trong phế âm hư, cái gì thấy chưa? Phế âm hư thì nó sẽ có nóng, đúng không? Nó có gò má đỏ, nó sẽ có sốt về chiều, đó là triều nhiệt. Nó sẽ có đổ mồ hôi trộn. Nó có họng khô, miệng khát. Chất lưỡi thì đỏ, mặt tế sát. Cái này không thể nhầm lẫn được với khí hư, đúng không? Khí hư là nó thuộc về dương, nó thuộc về công năng, cho nên là thở không nổi, tiếng nói nhỏ, mệt mỏi. Và khí hư thuộc dương, cho nên khí không có giữ được, mồ hôi gây ra tự hãn. Khí không có bảo vệ được vệ khí, cho nên người ta không có bảo vệ được da lông bì phu, cho nên nó sợ gió. Rồi vì nó thuộc dương cho nên là chất lưỡi nhạt, thấy không? Nó khác hẳn với âm hư. Âm hư thì sinh nội nhiệt. Khí hư nó thuộc dương cho nên nó sẽ đi hướng về lạnh, nó đi hướng về dễ nhiễm, dễ cảm, nó đi hướng về nhạt hơn, đều nhạt. Cho nên khí hư mình khác hoàn toàn với âm hư. Cái này mà nhầm nữa là rất thẳng cẳng. Rồi trong háo xuyển thì người ta nhấn mạnh nhiều hơn ở cái phần khí nha anh chị ha. Ở phần khí, phế khí không có cho nên nó mới không túc dáng được, nó mới nghịch lên trên. Thì phế khí hư nó đi kèm với tỳ khí hư á, thì nó sẽ có hai cái ý. Một ý là phế khí hư như hồi nãy, đó là vừa ho xuyển ha, vừa đoản khí ha, vừa sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi yếu sức. Nhưng mà có nguồn gốc đó là tỳ khí hư nữa thì nó có thể dễ kèm thêm là đầy trướng bụng, ăn không tiêu, ăn ít, đi tiêu phân nhão, và tứ chi không có ấm bởi vì tỳ chủ cơ nhục tứ chi. Khí hư nhiều thì chất lưỡi sẽ nhạt, bẹo, và rêu lưỡi thì cũng trắng mỏng, mặt tế nhiều của vị khí hư, không có làm, không có đẩy mặt đi nữa. Cho nên ở đây mình sẽ có hai cái ý ha, cái khí hư như bệnh cảnh nãy kèm theo bệnh cảnh của tỳ, thấy không? Đó là tỳ, triệu chứng này của tỳ ha, ăn ít, đầy bụng, tiêu phân nhão, có thể là tiêu sống phân. Dạ. Ở cái mặt tế là sao cô? Tế là mặt nhỏ, vi tế là bệnh biểu hiện bệnh gì vậy cô? Mặt tế là mặt nhỏ, là mặt vi thì đâu có nó thể nói được là biểu hiện bệnh gì. À, chưa nói được hả cô? Mặt nó chỉ là một trong những thành phần của phần tứ chẩn thôi. Ví dụ như nó là dương hư hay là âm hư? Không là... thể, không thể. Nó là hư thôi chứ nó không thể nói được dương hư hay âm hư. Nó chỉ là hư thôi phải không cô? À, nó như là nhỏ, nó nhỏ là nó không đủ, nó không đủ cái nguồn để đi trong mạch. Thì anh sẽ hình dung đến những cái gì đó gây ra không đủ nguồn đi trong mạch. Ví dụ như huyết hư được không? Được. Cũng được vậy, thấy không? Khí hư cũng được vậy, đâu có nhất thiết phải là dương hư hay âm hư. À, thành ra thì tế ở đây mình chỉ nói là phi hay là tế, nó chỉ là nhỏ thôi. Mạch nhỏ thì có nghĩa là không có nguồn lực ở trong mạch. Mà vậy thì nó sẽ nằm trong những cái bệnh mà không có nguồn lực để đi vào trong mạch nha. Cho nên là nếu như mình chỉ dùng mạch để mà chẩn đoán không thôi á thì nó cũng không đủ, người ta nên dùng thêm các cái phần phần khác nữa, và nó cho nên mới gọi là tứ chẩn, chứ chỉ có mạch chẩn không thôi á thì còn chưa đủ của thiết chẩn nữa, đúng không? Mạch chẩn không thôi chưa đủ của thiết chẩn nữa, trừ khi mình dùng một cái mình chẩn đoán một cách trường kỳ, mình thấy cái kiểu mạch như vậy trên rất là nhiều người ở nhiều lần lắm rồi, thì tự nhiên lúc đó mình sẽ có một cái cảm nhận là cái mạch này nó sẽ là bệnh đó. Cho nên các anh chị cũng đừng vội, đừng có hoảng, đừng có cứ thấy là gì chẩn mạch nghe đã quá, nghe đẹp quá, cứ ai thấy bắt mạch cái biết bệnh liền, thích lắm, nhào theo cái đó từ từ, nó không cần thiết đâu.
Anh chị cứ vọng văn vấn thiết cho tốt là được. Như trên đây mình thấy vọng văn vấn thiết không? Có nè, vọng nè, thấy không? Văn ở đây có thể không thấy. À, có tiếng nè, văn là nghe nè. Nghe là nghe tiếng, ho, tiếng xuyển. Đúng không? Nghe khí, không có đủ. Rồi, vấn. Vấn hết những cái này nè. Vấn hết. Rồi thiết đó là thiết mạch. Ngoài ra còn thiết rất là nhiều cái nữa. Ví dụ như lòng bàn tay bằng chân là thiết nè. Thấy chưa? Trên những triệu chứng này, mình thấy triệu chứng chính của nó lại là vọng văn và vấn. Phải không ạ? Thiết là nó cùng một cái hội là trong cái bộ của chúng ta khám là vọng văn vấn thiết nha. Rồi, bệnh thứ ba trong hư chứng nha. Bệnh thứ ba trong hư chứng là phế thận khí hư. Phế thận khí hư thì ngoài cái phế khí hư hồi nãy, đó là gì? Khí hư, khí kém là nhiều thì bệnh càng nặng, không? Rồi gì nữa? Suyễn gốc. Nhưng mà thận thì nó sẽ thiên về cái hướng của thận khí, đó là thận chủ nạp khí. Cho nên là hết vào không nổi. Hết vào không nổi là thận chủ nạp khí. Thế thận khí hư là nó đẩy khí ra được nhưng mà nạp vô không nổi. Suyễn gốc kéo dài. Khí thì gián đoạn, cảm giác như không liên tục. Thở không nổi. Mà phế thận khí hư là cái nguồn gốc phế khí hư này. Cái nguồn gốc cho nên là gây ra làm nặng chút xíu là thấy mệt. À, cộng thêm thận khí hư thì nó sẽ dẫn tới lạnh, thân lạnh, thận khí nó cũng một phần của thận dương, cho nên nó sẽ dẫn đến cái gì? Thân lạnh, rồi đau lưng mỏi gối, chân yếu, phù thủng. Nếu như thận không có giữ được cái đường thủy, thận chủ thủy, không giữ được nguồn thủy. Thận khí nó cũng ảnh hưởng lên qua cái thận dương, nó làm ảnh hưởng lên cái nồi cơm của tỳ. Thận dương không có nung nấu được cái tỳ, không giúp cho thì tỳ vận hóa được thì nó cũng gây ra tiêu chảy nha. Tự ra mồ hôi, chất lửa nhợt, mặt trầm, mặt tế. Rồi. Đó là phế thận khí hư. Cho nên mình thấy là có thể kèm theo luôn ha, có thể kèm theo luôn là tỳ phế thận khí hư. Và thêm có các biểu hiện như là triệu chứng đầy bụng, tiêu chảy, mệt mỏi, tay chân lạnh gì nữa. Nên là lại cộng thêm dồn vậy thôi. Cho nên các anh chị cứ nhấn, cứ để ý từng chỗ một ha. Triệu chứng này là của tạng nào, triệu chứng kia của tạng nào, triệu chứng này là của cái gì, triệu chứng kia của cái gì, thì mình sẽ nhấn ra được. Mà các anh chị để ý nè, những cái triệu chứng mà nhấn nó là những triệu chứng của các cái công năng của từng tạng. Ví dụ như tôi nói tiêu chảy hay là đầy bụng, ăn ít, thì như vậy đó là đặc thù công năng của từng tạng, đó là tạng tỳ. Còn đây thắt lưng mỏi, chân yếu, hay là mình nói đau lưng mỏi gối, như vậy đó là công năng của tạng gì à? Tạng thận, phải không? Thận chủ cốt tủy, nó chỉ có mình thận chủ cốt tủy mới có thể làm ra được cái điều đó thôi. Rồi còn hít vào ít thì nó cũng là công năng của tạng thận, đó là thận chủ nạp khí. Hay là thở xuyển thì nó là công năng phế chủ túc giác. Các anh chị thấy không, cái gì tôi nhấn tôi cũng đi vào từng cái chức năng của từng tạng để cho mình thấy đây là triệu chứng của tạng gì. Chứ mình không có dùng những cái triệu chứng toàn thân nha. Ví dụ như mình nói lưỡi nhợt là triệu chứng của tạng gì, được không? Không. Đúng không? Sao biết tạng gì? Lưỡi nhợt hay lưỡi bẹo sao biết tạng gì? Các chị biết không? Khó biết đó. Phải không? Mình chỉ biết được là nhợt nó là một cái gì đó, nó làm cho
không đủ ôn ấm, không đủ cung cấp huyết, cung cấp cái lượng qua bên đây. Như vậy thì nhợt thông thường nó sẽ nằm ở hai hướng. Một là huyết hư, không đủ huyết, đúng chưa? Hai là dương khí hư, nhưng mà nó sẽ không dẫn được huyết tới, thì nó cũng nhợt. Ha, hay là mạch trầm. Anh chị biết tạm gì bệnh không? Biết không? Trầm biết tạm gì bệnh không? Trầm bệnh về lý. Dạ, mình chỉ nói được bệnh về lý thôi. Thế ở đây mình đang nói đến tạng bị bệnh hư tổn, cho nên mặt trong nó đúng không? Thành ra những cái triệu chứng chung của cơ thể này nè, anh chị dùng để mình triệu chứng đi kèm. Triệu chứng đi kèm. Trừ khi mình biết rõ, mình bắt được đó là bộ thốn, bộ khoang, bộ xích của từng bàn tay ấy, thì khi đó mình có thể dựa vào cái mặt này để mình phán đoán chung với triệu chứng chính. Nha, nhưng đừng quên triệu chứng chính, tại vì cái triệu chứng chính của nó mới thể hiện rõ được cái tạng nó bị bệnh hay gì, nó mới thể hiện rõ. Bởi nhiều khi mình bắt cái mạch nhưng mà lại cái bệnh này nó ảnh hưởng qua bệnh kia, thành ra là nó sẽ bị thay đổi cái mạch. Bây giờ bệnh phức tạp lắm, nó không có giống như ngày xưa có một bệnh một, hay là bệnh này nó diễn tiến qua bệnh kia đâu. Bây giờ là bệnh này chồng lấp bệnh kia rồi diễn tiến qua bệnh nọ. Thành ra nội mình chỉ sử dụng cái triệu chứng này không có hoàn toàn sử dụng được. Ví dụ người ta có thể diện chẩn, người ta có thể mặt chẩn, người ta có thể chỉ dùng một phương pháp thôi thì cũng được. Tuy nhiên để tránh sự nhầm lẫn thì mình nên dùng tất cả các phương pháp của mình có, mới mình dùng một cái, đúng không? Hay là tự ra mồ hôi. Thế tự ra mồ hôi mình có biết bệnh gì không? Chứ chắc, đúng không? Mình chỉ biết cái gì đó nó không cầm cố được mồ hôi nó ra thôi. Mà không, cái gì không cầm cố mồ hôi? Cái gì có trách nhiệm giữ mồ hôi? Khí. Khí, vậy thôi, mình chỉ biết nó khí hư thôi. Còn cái gì khí hư? Khí hư ở đâu? Khí hư nhân nguyên nhân gì? Mình còn phải hỏi tiếp. Đúng không? Mình phải coi chức năng khác. Đó là cái cách của mình đi để mình tránh được những cái sai lầm. Hay là phù thủng mình biết tạm gì không? Nếu tôi sẽ hướng dẫn cái chứng phù thủng ha. Chỗ đó mình sẽ nói tiếp. Phù thủng này cũng chưa chắc là thận nha anh chị. Nhưng mà vì nó đi chung trong một bộ của thận, cho nên nó cũng gây phù thủng là do thận chủ thủy. Nhưng mà phù thủng này có tì được không? Bộ này tì được không? Dạ có. Dạ đúng rồi. Thận này cũng được, mà tì này cũng được, mà phế này cũng được luôn. Cho nên cái phù này nè, mình còn phải coi lại là phù do phù như thế nào, cho nên nó mới phù hợp được là phế hay là thận. Ở đây thì nó có hai tạng luôn rồi, cho nên là đi chung một bộ này thì nó có thể là do ông thận gây ra. Còn nếu mà nó phù kiểu phù phía trên, phù mặt này kia thì nó lại là kiểu phù phế hay khác nữa ha. Đó là những cái phần tạng ha. Cái phần tạng hư thì anh chị hãy chú ý đến cái chức năng chính của từng tạng. Mỗi cái chức năng của các tạng nó sẽ dẫn đến những cái chẩn đoán tạng gì suy tổn, tạng gì bị bệnh cho mình. Cộng thêm những cái biểu hiện của bên toàn thân thì mình mới có được cái biểu hiện là âm hư hay là khí hư hay là dương hư hay là đờm thóp gì đó, thì mình sẽ kèm theo được cái đó nữa. Một cái bệnh cảnh cuối đó là thủy khí lăng tâm, thì cái bệnh cảnh này tôi nói rồi, nó cũng là một dạng hư chứng, nhưng mà trên nền cái hư chứng đó nó bị ứ động và nó gây ra cái thở gấp, co rút rất dữ dội và đàm nhiều, có khi có bọt. Thì cái dạng này là một cái dạng ho mà giai đoạn rất là nặng của cái suy tim, hay là người ta gọi là suy tim phổi, người ta gọi là tâm phế mạng. Thì trong cái nhóm này nè, rất là nặng, hầu như chúng ta không xài được cái gì hết. Và bên Tây Y người ta mới cấp cứu, thì hầu như người ta chích lợi tiểu rồi người ta làm này làm kia, cấp cứu hô hấp không. Trong trường hợp này mà truyền dịch đó là chết nha. Thì như vậy cái đây là cái nhóm mà rất là nặng, thì thôi kệ đi. Hôm bữa trong cái chứng mà tâm quý chính xung á cũng có, nhưng mà tôi lướt nó đi,
Thì ở đây tôi có nhấn một cái ha. Ở đây bệnh này người ta có khó thở và thở co rút rất dữ dội, có đàm, ho có đàm luôn, kèm theo tâm quý chính xung ha, đầy ngực, ngực đầy trướng, không thể nằm yên được, hầu như người ta nằm nửa nằm nửa ngồi đó. Kèm theo vì cái thủy dịch nó ứ đọng cho nên người ta phù thủng, kèm theo tiểu ít và ứ động, ngưng trệ, huyết không lưu thông, môi móng tím hết, lưỡi xanh tím. Thành ra thì cái nhóm này chúng ta để ý để biết nó mức độ nó nặng thôi, chứ cũng không dùng để điều trị đông y đâu, không nên. Cái bệnh cảnh lâm sàng này các anh chị tự về ghép nó vô nha. Thực chứng có 6 bệnh cảnh và hư chứng có, tôi chỉ cho 4 bệnh cảnh thôi, nó cũng còn nữa đó, kệ nhiều lắm. Rồi lượng giá chơi cho vui. Này dễ đấy nha. Câu A thôi. B. Câu A. Chứng dạ, suyễn. Chứng có ho đàm. Chứng suyễn. Câu A. Câu A. Câu A. Câu A. Câu A. Câu A. Bị nghe thấy thở rít cái là nhào vô liền. Không có đàm. Suyễn chứ không phải là háo. Kèm theo ho có đàm. Kèm theo ho có đàm. Thấy không? Háo suyễn liên quan tới tạng. B thì dễ mà. B. Rồi triệu chứng thường gặp trong háo suyễn với khí hư dễ nữa. C. B. C. C. B. 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 C. B. C. B. B. C. Bây giờ D được không? Không được, nó can D thì lại theo cái tiền của nó. Nó theo tiền. D thì phải cho thêm cái ông tiền vô đây. Cái tỷ khí hơi. Dạ, đúng rồi. Đi gài ha, muốn tôi sửa từng chữ trong đây nhớ để ý nha. Không cho nguyên si đâu. Rồi các anh chị chuẩn bị ha, các anh chị chuẩn bị khoảng chừng trong 3 phút đi.